Chào các bạn và các em học sinh yêu quý. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chuyên đề cuối cùng trong chương 2 mũ và logarit của chúng ta, đó chính là phần bất phương trình mũ và loga. À, thực ra thì các phương pháp giải của bất phương trình mũ và loga thì hoàn toàn dựa trên cái tính chất tương tự như là phương trình mũ và loga, nhưng chúng có thêm một vài các đặc điểm khác một chút thôi. Có thể nói rằng là phần này cũng có ra đề trong đề thi học chương số câu hỏi về bất phương trình mũ loga cũng chỉ chiếm rất ít, cũng có khoảng một câu thôi. Thế nên là các em chỉ cần nắm được cho thầy cái phương pháp giải thôi là được. Còn phần này chỉ cần ôn cho thầy bất phương trình cơ bản thôi, không cần phải ôn chỗ này quá phức tạp đâu. Chúng ta nắm vững cho thầy cái chỗ phương trình mũ loga thôi là giỏi rồi. Bây giờ chúng ta cùng để ý vào lý thuyết kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Chúng ta mở sách giáo khoa trang 85. chúng ta đến với mục một, một la mã bất phương trình về mũ à, các cái bất phương trình về mũ là các cái bất phương trình xét uh, bất phương trình cơ bản bất phương trình mũ cơ bản có một trong các cái dạng như sau đó là a mũ x lớn b a mũ x lớn hơn hoặc bằng b a mũ x nhỏ hơn b hoặc là a mũ x nhỏ hơn hoặc bằng b có cái dấu lớn hơn nhỏ hơn hoặc bằng trong đó cơ số A là phải dương Và cơ số A chắc chắn phải khác gì khác một Đây là cái điều kiện rồi Chúng ta đã biết rồi Cơ số dương khác một Bây giờ người ta thử xét một cái bất phương trình nào đó Thí dụ như là A mũ x lớn B chẳng hạn Em có hiểu ý không? Người ta sẽ xét một cái nào đó Thí dụ như là A mũ x lớn B Xem cách giải nhé Thế thì cách giải của chúng ta có như sau A mũ x lớn B thế thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp được chưa cái này tương đương với hai trường hợp trường thứ nhất hoặc là cơ số b người ta cho là cơ số uh, bé hơn hoặc bằng không thế thì khi mà cơ số b bé hơn hoặc bằng không thì lúc ấy a mũ x bên này là dương bên này bé hơn hoặc bằng không nên bên này luôn lớn, lớn hơn bên này là đúng rồi thế thì lúc ấy thì tập nghiệm của cái bất phương trình này, người ta ghi là tập nghiệm của bất phương trình này lúc ấy là uh, tập nghiệm là sc bằng R được chưa? Vì uh, về trái luôn dương, về phải thì lại âm, thế thì tập nghiệm cái, cái, vì lúc ấy là lúc ấy là cái bất phương trình này là luôn gì, luôn đúng mà em hiểu chưa? Luôn đúng. Cho thứ hai đó là nếu cơ số b ở à đâu, nếu cái số b về phải bên này là dương, thì lúc ấy dẫn đến có hai trường hợp xảy ra khác nữa có hai trường hợp xảy ra khác nữa đó là uh, cơ số a lớn 1 hoặc cơ số a nhỏ hơn 1 và lớn không các em hiểu chưa thì uh, lúc này tập nghiệm của chúng ta sẽ là xc lớn hơn loga cơ số a của b còn chỗ này là xc sẽ bé hơn loga cơ số a của b có nghĩa là giống ý hay cái tính chất của hàm mũ loga ấy thì một cái biểu thức này mà cơ số A lớn 1 thì rút x ra chúng ta sẽ lấy log về giống như chúng ta học giải phương trình mũ rồi nhưng có điều là cơ số lớn 1 thì cùng chiều còn bận cơ số lớn 1 nhỏ hơn không à đâu nhỏ hơn 1 lớn không thì cái này nó sẽ quay ngược chiều trở lại ngay cái hết sức để ý cái chỗ này nhé được chưa thầy xét cái bất phương trình cơ bản số 2 như vậy các em chỉ cần ghi cho thầy tổng quát trong trường hợp này thầy ghi ngắn gọn lại này tổng quát là a mũ x lớn B Được chưa Đây, các em có thể ghi ngắn gọn lại như thế này Thì có hai trường hợp Chúng ta có thể kẻ dọc đôi như thế này cũng được Trường một, 1, nếu như B Là số âm Hoặc là bằng 0 Thì tập nghiệm là S, C bằng R Viết ngắn gọn lại như thế này cũng được Còn trường thứ hai đó là cơ số À đâu, hệ số B bên này Được chưa À, nếu như cơ số B bé hơn hoặc bằng 0, xin lỗi. Đây, bé bằng 0 nhé. Đây tổng kết lại này nếu bên này nó âm này thì bên này luôn lớn bên này là đúng rồi này nên tổng nghiệm luôn là r này chiều thứ hai nhưng mà cái này ít khi đi thi xảy ra lắm người ta hầu như phải cho số dương chứ chẳng mấy khi người ta cho số âm bên này cả nhớ chưa còn nếu b bên này là số dương thì hay với cùng dương rồi chúng ta lấy loga hay vế được chưa thì chúng ta rút ra hai trường hợp được chưa nếu như a lớn một và a nhỏ hơn một lớn không đây thì chúng ta rút x lớn hơn loga cơ a của b đấy thuộc chưa nhỏ hơn A của b thuộc rồi nhé tổng kết đi tổng kết lại thì uh, viết thế này cũng được uh, Chợp thứ hai tổng quát cho a mũ x bé hơn b thì sao riêng trường này thì các em lưu ý cho thầy b bắt buộc phải là số dương nếu như b trong trường này là số âm thì vô nghiệm ngay nếu như b bé hơn hoặc bằng không trong trường này thì lại vô nghiệm nha vì bên này dương bên này không thể bên này không thể âm được bên này dương bên này thì không thể là bé hơn hoặc bằng không được vì dương thì không thể là bé hơn một cái bên mà bé hơn hoặc bằng không được thế thì cái bên này nó sẽ âm hoặc là bằng không đi chăng nữa là nó sẽ bị vô lý ngay như vậy lúc ý là rộng thì chúng ta chỉ xét cơ số b trong trường à, hệ số b trong trường hợp này là phải là dương đấy thì mới có nghiệm thì vẫn chia ra hai trường hợp a lớn một hoặc a nhỏ một lớn không lớn một giữ nguyên chiều chúng ta sẽ có x nhỏ hơn loga cơ số a của b còn nhỏ hơn một thì bật lại chiều chúng ta sẽ có lớn hơn loga cơ số a của b chắc chắn là các em đã hiểu chỗ này rồi nhé tương tự nếu có dấu bằng thì em thêm dấu bằng vào thôi có dấu bằng thì em thêm dấu bằng vào các cái chỗ nghiệm x này thôi không có gì thay đổi cả cái này nhớ rồi bây giờ chúng ta có thể giải một số cái bất phương trình cơ bản thí dụ như ở trong sách giáo khoa nhưng mà thường này đi thi ý, thì em ghi vào vở chú ý cho thầy là thường ta cố gắng đưa về cơ số lớn một nhé Cho nó đỡ phải đảo chiều Tức là trong chuyện gì xảy ra thì ta cũng cố gắng đưa về cơ số lớn một Chứ chả với khi mà dạy mới đưa về cái cơ số nhỏ một cho nó bật lại chiều lắm lúc lại quên Thế ta lấy một số cái ví dụ như thế này Thế sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta một số cái ví dụ như sau Ví dụ 1 là giải bất phương trình 3 mũ x lớn 81 Ví dụ 2 giải bất phương trình 1/2 mũ x lớn hơn 32 lớn hơn 81 lớn 32. Rồi, ví dụ như thế này. Thực ra ấy, các cái này giải nó không hề khó vì cái việc lấy loga và cái việc đổi mũ ấy, các em có thể xem kỹ lại từ phần giải phương trình mũ là học nhiều rồi. Cái chỗ này chỉ có xem quen bên nào thôi. Thế thì em cứ hiểu đơn giản là vẫn thế thôi mà. Thế thì chỗ này chúng ta có cách một là lấy loga, cách hai là em đổi cho thầy Uh, 81 đi cũng được thì chúng ta sẽ có chỗ này là 3 mũ thì rút x ra luôn nhé Đây là cơ số 3 lớn 1 rồi này x giữ nguyên chiều là loga cơ số 3 của 81 cũng được 81 thì lại là 3 mũ 4 33 là mất như vậy là ra 4 luôn 4 còn trường hợp này các em thống nhất đổi về cùng cơ số 1 phần 2 hay là... À cái này cơ số 1 phần 2 thì các em đảo ngược chiều đi. Thì chúng ta sẽ có loga cơ số 1 phần 2 của 32. Uh, các em có thể cho vào máy tính luôn để đỡ phải đổi thứ ra đổi thì nó sẽ ra là hai mũ trừ năm thì chúng ta sẽ có x nhỏ hơn trừ năm nhé nhớ chưa các em đã rõ chỗ này rồi nhé rồi uh, bây giờ các em ghi cho thầy cái tổng quát thứ hai nếu tổng quát dành cho hai vế thì chúng ta sẽ có a mũ fx lớn hơn hoặc bằng a mũ gx nhé t tổng quát cho hai vế có lớn hơn hoặc bằng hai vế như thế này này thì chúng ta cũng có hai trường hợp trường hợp 1 và trường hợp 2 à, nhưng mà đi thi chỉ thường xảy ra một trường hợp thôi nhé tức là trường hợp 1 là nếu như cơ số a của chúng ta mà là lớn một được không thì lúc này ta suy ra ngay fx sẽ lớn hơn hoặc bằng gx cái này rõ rồi đúng không nhỉ nếu nó có hai vế thì thực ra cái này em em cũng cũng có thể đổi về hai vế bằng phương pháp đổi 81 thành 3 mũ 4 được. Trường thứ hai, cơ số A nhỏ hơn 1 và đảm bảo là dương thì fx sẽ quay ngược chiều trở lại là bé hơn hoặc bằng gới. Riêng có cái trường hợp đặc biệt thứ ba. Đặc biệt số 3 là nếu như cái cơ số A này này trong cơ số A mà lại có chữ x trong này, tức là trong cơ số A có chứa biến x cái này thầy cũng đã chú ý một lần rồi nhưng mà ít khi đi thi xảy ra lắm ở bên bất phương trình mũi thì chúng ta sẽ đi giải cho thầy cái hệ sau đó là nếu cái này thì ít khi đó ít 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 khi xảy ra cái trường hợp cơ số a mà chữ x thì dụ như là x mũ 2 x 5 x được còn uh, hoặc là uh, x x còn mũ 2 x cộng 1 thì những cái trường hợp về x ít khi xảy ra nhưng chẳng qua là mình chú ý thêm thôi nếu cơ số chữ x thì cũng có thể là mình xét thêm một trường hợp Đó là cơ số AX này bằng 1 nhé. Được chưa? Nhưng mà trường hợp này ít khi xảy ra. Nên em yên tâm nhé, cái này ít khi xảy ra. Tại vì không mấy khi mình học cái cơ số, nếu trong trường hợp mà cơ số chứa biến thì có, cũng có thể là bạn sẽ xét thêm một cái trường hợp đó là khi cơ số bằng 1. Tại vì bình thường mình đang xét cơ số dương khác 1. Thì bạn có thể xét thêm cái trường hợp đó là cơ số bằng 1 nữa để xem lý luận xem khi x ai bằng 1 thì nó có x bằng bao nhiêu. Các bạn thay ngược lên trên hai cái trên này xem có thỏa mãn không. Nếu thỏa mãn thì các bạn có thể nhận thêm là nghiệm cũng được. Nhưng mà trường hợp là x xảy ra. À, để minh họa tổng quát cho cái minh họa tổng quát cho cái trường hợp này chúng ta có thể lấy ví dụ như thế này. Thí dụ à, 2x bình phương cộng x nhỏ hơn 4. Được chưa? Đây là ví dụ 1. Ví dụ 2. 1/3 mũ căn x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng Được chưa? 3 mũ trừ 5. Đây chẳng hạn như thế này. Nhưng cái này chúng ta cũng có thể đưa về cùng một cơ số cũng được. Đây, thì thầy theo ý, ý kiến của thầy thì thường được người ta đưa về cơ số lớn một cho nó dễ hiểu. Thì chúng ta sẽ có là 2 mũ x bình phương cộng x nhỏ hơn 4 là 2 mũ 2. Thì sẽ dẫn đến đó là x bình phương cộng x nhỏ hơn 2 và dẫn đến là x bình phương cộng x trừ 2 nhỏ hơn 0. Cái này các em có thể tự bấm máy tính. Thầy cũng đã dạy nhiều các giải các cái bất phương chính cơ bản này rồi. Thì bài này chúng ta sẽ đưa ra một cái tập nghiệm là x ở giữa nhé 1 cộng 1 là 2, 2 chữ 2 là hết Đây là a cộng b cộng c bằng 0 đúng không Một nghiệm là 1 Một nghiệm là c trên a Âm 2 đúng không Rồi như vậy là bài này tập nghiệm là khoảng từ âm 2 đến 1 Cái này trong nút bấm máy tính thầy cũng đã dạy từ đầu chương Rồi các em có thể xem kỹ lại các cái các cái nút bấm nhé Chúng ta vào cái chức năng bất phương trình ấy Học mãi cái bất phương trình này rồi Mốt xuống đấy, mốt xuống 1, 1 đấy Cứ bấm máy tính ra ra còn cái này chúng ta cố gắng đưa về cùng cơ số 3 nhé Cho dễ hiểu bên này đã đưa cơ số 3 rồi Thì bên này ta đổi về cơ số 3 cho dễ hiểu Thì 1 phần 3 là 3 mũ âm 1 3 mũ âm 1 nhân âm lên đây là 3 mũ trừ căn x trừ 1 Lớn hơn 3 mũ trừ 5 Chính vì thế hai bên có cùng cơ số 3 rồi Thì giữ nguyên chiều thì trừ căn x trừ 1 Sẽ lớn hơn bằng trừ 5 Các em nhân hay vế với âm 1 để đảo dấu Nhưng mà nhân hay vế với âm 1 các em phải đảo chiều nhé không hiểu không nhỉ? Nhân hay vế với số âm em phải đảo chiều Và chúng ta dẫn đến luôn là căn x bài này bé hơn 4 Vậy kem giải ra bài này là x sẽ bé hơn hoặc bằng 16 Bình phương hay vế Nhưng kem lại phải có thêm một điều kiện bài này là x trong căn là phải lớn hơn bằng 0 Nên tự nhiên em lại phải bổ sung thêm điều kiện này vào Nếu em chỉ ghi mỗi đáp án là x bé hơn hoặc bằng 16 thôi thì em lại sai Bài này lại có thêm những điều kiện phụ phát sinh nữa Như là có căn có mẫu thì mẫu khác không Còn trong căn là phải lớn hơn hoặc bằng 0 Thì ví dụ như thế Đấy nhá, như vậy là chúng ta xong cái cái, cái dạng tổng quát số gì? Số 2 trong trường này. Thế tổng quát 1 và tổng quát 2 chúng ta đã rõ rồi. Bây giờ chúng ta sang cái phần minh họa hình học tập nghiệm. Cái này thì đọc sách giáo khoa cho hiểu thôi. À, trên hình vẽ biểu thị à, đối với bất phương trình A mũ x bằng B thì người ta vẽ một cái hàm mũ là y bằng A mũ x và người ta vẽ một cái đường thẳng đó là đường thẳng y bằng B làm ngang song song chủ x theo lý thuyết cơ bản thì hai cái bác này mà khi mà giải phương trình hai cái bác này cắt nhau tại đâu thì điểm ấy chính là Loga cơ số a của b. Thế bây giờ mà nếu như người ta muốn minh họa hình học lại lúc nãy người ta vừa chứng minh cái chỗ tập nghiệm ấy mà. Có nghĩa là lúc nãy nhá, em có hiểu cái trường hợp mà người ta xét cho a mũ x lớn b đấy, người ta còn nói là nếu như b âm ấy, b âm này, b bé bằng 0, b âm ấy, thì tập nghiệm của bất phương trình nó phải luôn đúng với R thì trên hình vẽ thể hiện đúng điều ý thật. Đó là khi b là số âm À, khi b là số âm thì cái đường thẳng y bằng b này này nó luôn luôn cắt ở phía dưới đường thẳng y bằng b này, này luôn cắt ở phía dưới trục hoành vì lúc ấy b âm mà đây b dương này trên này họ chỉ vẽ b dương thôi với b âm thì cắt ở phía dưới mà cắt ở phía dưới thì phần đồ thị y bằng a mũ x này luôn luôn nằm trên phần đồ thị của đường thẳng y bằng b chính vì thế là lúc ấy cái đồ thị này luôn nằm trên đồ thị này thì lúc ấy nó luôn đúng với mọi x thuộc r thì là đúng rồi đúng cho cả cả hai trường hợp còn trường hợp thứ hai khi mà người ta bắt đầu xét hệ số ở bên phải là B dương khi B dương nó nghĩa B cắt vào đây thì nó ấy là chúng có cắt nhau tại cái điểm loga cơ số A của B thì muốn cho cái hàm Y bằng A mũ X này này mà lớn hơn cái B này thì chúng ta chỉ được tính từ xem là tính từ phía bên trái loga này hay là phải loga này ta thấy ngay là tính từ bên phải loga này trở đi như vậy x sẽ phải lớn hơn từ loga cơ số a của b trở đi em hiểu tại sao để tập nghiệm lại ra cái này chưa đấy là giải thích tính cùng lớn hoặc cùng nhỏ này trong trường hợp nếu như cơ số nhỏ hơn 1 Trong trường hợp cơ số nhỏ hơn 1 Thì hàm số mũ của chúng ta không phải là đi lên từ trái qua phải nữa Mà sẽ là đi xuống từ trái qua phải Lúc ấy thì điểm cắt của hai cái đồ thị này cắt nhau Tại loga cơ số A của B nằm ở phía bên này Thế thì khi mà muốn cho A mũ X mà luôn luôn lớn B Lớn hơn thì lúc ấy lại phải tính chiều ngược trở lại Đó là X nhỏ hơn loga cơ số A của B trở đi Đấy, x nhỏ hơn loga cơ số A của B Quay về phía bên này tức là phần giá trị x đây này phần thầy tố đậm đây này nó là phần giá trị x nào mà làm cho cái phần cái bác đường cong trên này luôn luôn nằm trên cái bác đường thẳng thì phần trên này là tính từ cái này trở đi còn cái này thì lại tính từ cái này trở trở ra đây đấy đã hiểu chưa cái này là minh họa hình học tập nghiệm thôi ờ, như vậy tập nghiệm của bất phương trình bản chất chỉ là một cái khoảng x nào đó sao cho cái đồ thị này luôn luôn nằm phía trên cái đồ thị kia một cách hợp lý Thế thì người ta minh họa cho mình cái này thì các cái khác mình cũng làm tương tự thôi. Như vậy mai kia mình cứ dựa vào đúng tính chất cơ số là được. Rồi, đấy là minh họa về học tập nghiệm, cái này ai cũng hiểu thôi, không khó khăn gì cả. Ta hiểu rồi nhá. Bây giờ ta sẽ đến với cái một số bất phương trình mũ cơ bản. Ở trong sách giáo khoa có giới thiệu chúng ta một số bất phương trình mũ cơ bản ta học cách giải. Sách giáo khoa đưa ra một số ví dụ được ghi hai nhỏ. Hai nhỏ. Một số bất phương trình mũ đơn giản Tại vì uh, phần này đi thi cũng không đòi hỏi khó đâu Thế nên người ta cũng chỉ yêu cầu em biết giải một số cái đơn giản và biết cách kết hợp tập nghiệm thôi Điều khó chỗ là mai kia em giải ra tập nghiệm rồi Họ lại yêu cầu một số cái yêu cầu buồn cười trong đó Họ lại bảo là uh, họ không hỏi rõ tập nghiệm Và họ lại hỏi là trong tập nghiệm này có bao nhiêu nghiệm là số nguyên Tức là hỏi bao nhiêu nghiệm nguyên Hoặc là tính tổng giá trị của các nghiệm nguyên Trong ấy bằng bao nhiêu Đôi khi hỏi kiểu ý thì học sinh khó bấm hệ tính ra Thì bấm xong lại còn phải thêm một cái việc nữa là ngồi đếm số giá trị nguyên thì em phải cẩn thận nhé Thí dụ như là giải một cái bất phương trình như cơ bản như trong sách giáo khoa như thế này. Ví dụ một tóm lại đi thi người ta có thể đòi hỏi thêm những cái gọi là bonus thêm ấy, chuyện lý là bình thường. Giải bất phương trình 3 mũ x bình trừ x nhón 9. À, chẳng hạn nếu câu hỏi sẽ hỏi là có bao nhiêu giá trị x nguyên được chưa? Thỏa mãn bất phương trình trên tức là Ờ, có bao nhiêu nghiệm có bao nhiêu nghiệm nguyên thỏa mãn bất phương trình này thì đầu tiên thì ta cứ giải một cách bình thường là 3 mũ x bình chữ x 9 ta đổi thành 3 mũ 2 sẽ dẫn đến làm cho cơ số 3 lớn 1 rồi nhá nên x bình chữ x bé hơn 2 vậy ta giải ra là x bình chữ x chữ 2 bé hơn 0 cái này kem tập nhẩm hoặc bầm máy tính như thầy cũng đã dạy mãi rồi chúng ta sẽ có đó là mốt xuống chọn 1 cái này thì cũng chả cần phải dạy cũng biết Chọn một Thì chúng ta sẽ chọn chức năng số 2 Cái okay, chúng ta sẽ có một này Âm 1 này Âm 2 đúng không Nó sẽ ra một cái tập ở trong nó là từ âm 1 đến 2 Âm à, 1 đến 2 Thực ra thì các em cũng có thể nhẩm được thôi Âm 1 đến x đến 2 Vì bài này chúng ta biết là đây là đây chính là A chứ B cộng C đúng không Theo VS đấy Nên một nghiệm là âm 1 Một nghiệm là âm C trên A Nhìn là biết này một kiểu là âm một mà một kiểu là âm c trên a mình cũng đã học mãi rồi nhưng mà khi xét dấu ấy khi xét dấu này âm một với hai trong trái ngoài cùng cái này a a dương nên trong trái là âm ngoài cùng là dương thì thì bài này bỏ hết ra các khoảng dương bài này chỉ lấy cái khoảng âm thôi khoảng âm thì đúng là người ta lấy ở giữa là đúng rồi bài này không lấy dấu bằng thì máy tính nó ra kết quả nhanh hơn nhưng câu này do x nếu người ta hỏi để đều số giá trị nguyên em chặn hộ thầy xem trong này có những giá trị nguyên nào chú ý do không có dấu bằng nên chúng ta đừng có lấy giá trị ở hai đầu đó là âm một và hai nhé thì chúng ta sẽ lấy bắt đầu cho thầy ở giữa này Tự âm 1 thì chúng ta lấy 0 nhé. Và 1 thôi nhé. Số 2 không lấy, bài này kết luận là chỉ có hai giá trị nguyên thôi. Các em đã hiểu ý của bài chưa? Còn nếu như hai giá trị nguyên, còn nếu như đề thi lại hỏi là tính tổng các giá trị tính tổng các giá trị nghiệm nguyên tức là tính tổng các giá trị nghiệm nguyên trong này bằng bao nhiêu thì lúc ấy các em lại lấy 0 cộng 1 nhá, lúc ấy là bằng 1. Tóm lại là người ta có thể hỏi rất nhiều kiểu. Được chưa? Cái kiểu này là bình thường mình phải học, mình phải học thêm cái kiểu này đi nhá. Không phải kia người ta làm khó mình ở chỗ này mình làm xong mình không hiểu là thôi. Chưa chuyển tiếp đến ví dụ tiếp theo. Được chưa? Ví dụ 2. Giải bất phương trình 4 mũ x trừ đi 2 nhân cho 5 mũ 2x bé hơn 10 mũ x. Rồi, cái này có ba cơ số khác nhau, cái này học trong bất à, trong cái phương trình mũ người ta học nhiều rồi. Cái này là 4 mũ x này. Cái này là 25 mũ x. Thực ra cái này 4 mũ x, cái này là 25 mũ x, cái này là 10 mũ x. Cái dạng có ba cái cơ số này này thì em sẽ chia đều tất cả cho một cái cơ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất tùy em. Theo thầy thì bài này có thể chia đều hay vế cho 5 mũ tức là thầy sẽ thường chia cho cơ số nhỏ nhất hoặc lớn nhất đều được. Em chia cho ai đều được cả thôi. Thí dụ em có thể chia cho 4 mũ x cũng được, chia cho cơ số nhỏ nhất. Chia đều hay vế cho 4 mũ x, do 4 mũ x dương nên cứ chia thoải mái. Như vậy chỗ này sẽ là 4 mũ x chia 4 mũ x là 1 trừ đi 2 là hệ số giữ nguyên. Các em nên nhớ là 5 mũ 2x thì chính là 5 mũ 2 tất cả mũ x, thầy viết là thành 25/4 nhá. Tất cả mũ x. Bé hơn. Chia đều cho một số dương thì chiều của bất đẳng thức giữ nguyên không sao cả. Chỗ này sẽ là 10/4 tất cả mũ x. Chúng ta làm chưa chắc đã giống trong sách đâu. Trong sách có thể chia đều hay vế cho 10 mũ x, chuyện này là bình thường chả sao cả nhớ chưa? Nhưng mà theo thầy thì luôn chia cho cơ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất, chả mấy khi thấy chia cho cơ số ở giữa cả. Chia cơ số 10 là một cái bài toán nó hơi vô duyên. Thầy chả mấy khi chia ký. Thế thì giờ chuyển vế sang thì chuyển uh, rút gọn đi hộ thầy thì chúng ta sẽ có 5 phần 2 5 phần 4 mình đã học mãi rồi nó chính là bằng 5 phần 2 tất cả mũ 2x. Đúng không? Còn uh, 10 phần 4 rút gọn đi là bằng 5 phần 2 mũ x. Thì đến đây người ta sẽ đặt 5 mũ 5 phần 2 mũ x là t theo đúng phương pháp đặt ẩn phụ ấy mà đặt t là 5 phần 2 tất cả mũ x dương thì bất phương trình này hai chấm trở thành bên này là t đúng không em có thể bên này là t không bên này là t đúng không thầy chuyển cái bác trừ hai t bình này sang đây nhá ở cùng nhá như vậy là cộng sang đây ở cùng luôn như vậy là thành hai lần t bình đúng không bên này là một đúng không chuyển về sang là âm một đúng không và bên này là lớn không đúng không thầy viết cái bên này như thế này nên vẫn quay về toàn bộ cái phía mà có 5 phần hai tất cả mũ x nhá như vậy quay về bên này là đúng rồi nhé các bạn có hiểu ý không nhỉ Rồi thì chuyển hết toàn bộ bên này sang bên này đấy Như vậy là 2T bình phương Cộng T Trừ 1 Bằng 0 2T bình phương Cộng T Trừ 1 Bằng 0 Đến đây các em có thể bấm máy tính Khỏi bằng 0 Mà là lớn không Em lại vào chức năng lúc nãy vừa bấm thôi 1 1 xuống 1 1 Chúng ta chọn cho thầy cái chức năng lớn không đúng không 1 đúng không ta chọn là 2, 1, âm 1 2, 1, âm 1 Chúng ta sẽ có hai cái tập nghiệm Một cái là T bé hơn âm 1 Một cái là T Cái này không phải là 1,1 phần 2 đâu nhá Mà cái này có hai hai phần tập nghiệm nhá Là T bé hơn âm 1 Và T lớn hơn 1 phần 2 Cái này các em loại bỏ đi Vì loại là do t phải dương t phải dương thì sẽ không lấy những các cái giá trị mà t bé hơn 1 được như vậy t lớn 1 phần 2 là chắc chắn là thỏa mãn là t lớn hơn à, tức là t lớn không thế thì giải cái này cho thay ngược tên trở lại thôi từ đấy dẫn đến là 5 phần 2 mũ x lớn 1 phần 2 hai cái này các em lưu ý này 5 phần 2 và 1 phần 2 nó không cùng cơ số này chuẩn bị lại rút bỏ cái số 2 của thầy đi là sai hết đấy nhá không được được không được phép gạch bỏ bất cứ cái gì của thầy chỗ này không được gạch bỏ một phần hai đối với hai cái này nó khác hẳn nhau một cái là trong cơ số một cái là ngoài cơ số không liên quan trừ khi nó đồng hành cùng nhau thì chúng ta được phép rút bỏ hai hai cái này không liên quan do không thể cùng đổi, đổi được đổi về một cơ số nên ta sẽ lấy loga hay vế ta nhớ 5 phần hai thì là cơ số lớn một là 5 phần hai là cơ số lớn một nên chắc chắn là chúng ta sẽ để nguyên giữ nguyên chiều là x lớn hơn loga cơ số 5 phần 2 của 1 phần 2. Đây chính là đáp án của bài. Chuyện này là bình thường nhớ chưa? Rồi. X lớn hơn loga cơ số 5 phần 2 của 1 phần 2. Ờ, à, em nên nhớ là em giải ra thế này nhưng chưa chắc đáp án của, của sách người ta có thể giải ra kiểu khác. Nhưng mà cả hai cái số đó đều đúng là được nhé. Được chưa? Loga cơ số 5 phần 2 của 1 phần 2. Xong. Ờ, chúng ta sẽ tập làm một cái ví dụ thứ ba ví dụ giải bất phương trình hai mũ x cộng với hai mũ trừ x rồi trừ đi 3 bé ấn không rồi chẳng hạn giải cái này cái này mình cũng khá là quen rồi mình sẽ nhận ra ngay đó là hai mũ x giữ nguyên còn hai mũ trừ x thì là một chia cho hai mũ x theo tính chất nhỏ hơn 0. Từ đây chúng ta sẽ đặt t là 2 mũ x t dương thì bất phương trình hai chấm trở thành đó là t cộng với 1 trên t trừ 3 bé hơn 0. Kem quy đồng ta sẽ có t bình phương trừ đi 3 nhân t cộng 1. Rồi tất cả chia cho t bé hơn 0. Nhưng kem lại có là em sẽ giải thích như sau em nói là do mẫu dương rồi. Do t thì lại dương rồi. Thế nên do tê dương rồi nếu muốn cái này âm thì chỉ cần giải tử số âm thôi là đủ có thể hiểu không nhỉ cái này âm thôi cái cho máy tính nhá chả biết nó ra xấu hay đẹp thì cái này còn do là đề bài một xuống một một chúng ta chọn bé hơn không tức là chức năng số 2 một âm ba một rồi ôi rồi số bài này vui thật đấy nó rất có thể nó sẽ cho mình cái số xấu như thế này và đây là bài sách giáo khoa đấy t nằm giữa 3 trừ căn 5 trên 2 Đến 3 cộng căn 5 trên 2 Số ơi là số Rồi 3 trừ căn 5 trên 2 Đến 3 cộng căn 5 trên 2 nó xem sắp xỉ bao nhiêu này Hai cái khoảng này đều dương cả đấy Em để ý kỹ nhá A bài này sắp xỉ 0,38 Còn B sắp xỉ 2,61 Như vậy cái này đều dương cả Nên thỏa mãn hết luôn đấy Do thỏa mãn hết rồi Nên chúng ta sẽ lập tức Thay cho thầy hai mũ x vào đây Bé hơn 3 trừ căn 5 trên 2 3 cộng căn 5 trên 2 Do đều dương rồi Sau đó chúng ta là tức lấy loga cả 3 vế chúng Ta sẽ có x Bài này cứ xui chiều thế này đi về cơ số 2 Cơ số 2 lớn 1 nên chúng ta không cần phải đảo chiều đâu Chúng ta sẽ có loga cơ số 2 của 3 cộng căn 5 trên 2 Cái chỗ này sẽ là loga cơ số 2 của 3 trừ căn 5 trên 2 Chuyện này là bình thường nhá Chả có gì thắc mắc chỗ này cả Được chưa? Xong Thế thôi, rất đơn giản vậy thôi được chưa? Rất đơn giản thôi. Không? không khó. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm bài tập mà số 1 trang 89 của sách giáo khoa luôn. Được chưa? Kem sẽ mở sau khi làm xong ví dụ 3 xong, các em sẽ lập tức mở bài tập trang 89 sách giáo khoa. Chúng ta có một bài về bất phương trình mũ có 4 câu thôi và chúng ta cùng làm luôn. Đây nhá, nhìn kỹ nhá. Rồi. Đây cái bài tập sách giáo khoa bài tập số 1 trang 89. Câu số 1. 2 mũ x bình phương cộng với 3x bé hơn 4. Câu số 2. Đây câu B đấy. Đây là bài số 1 luôn, đây là câu A. Đây là câu B. 7/9 mũ 2x bình phương trừ đi 3x lớn hơn 9/7. Rồi. Rồi đây là hai câu của chúng ta. Làm nó nhanh thôi, không khó đâu, sử dụng đúng các phương pháp đã học. Chỗ này chúng ta sẽ có là 2 mũ x bình phương cộng 3x. Cái này bé hơn 2 mũ 2. Câu số 2 chúng ta giữ nguyên chiều. Chúng ta sẽ có bé hơn 2. Dẫn đến x bình phương cộng 3x 2 bé hơn 0. Chỗ này chúng ta có thể bấm máy tính tùy các em. Đây, vẫn là chức năng bé hơn 0 đây nhá. Cho có thể có âm 1 Cái này bạn nào biết xét dấu thì thôi được 3 Thầy cứ giới thiệu cho nó chắc chắn Đây Chứ thể ra là có hai khoảng ngọc vuông đấy Rồi là x bé hơn 1 Và x bé hơn 1 Chứ cái, cái chỗ này đừng có đọc là 1,2 nhé Chuẩn bị lại đọc 1,2 nó không hiểu gì cả đâu 1,2 trong máy tính người ta phải ghi là 1.2 cơ Cái này là x bé hơn 1 Hoặc là x lớn 2 Đây là tập nghiệm của bài các em đã rõ chưa Rồi Tiếp theo 7 phần 9, 9 phần 7 Cái này đưa tất cả về 9 phần 7 đi cho nó dễ hiểu Như vậy tương đương với 9 phần 7 Hai cái này là nghịch đảo của nhau nên đổi dấu mũ đi 7 phần 9 chính là 9 phần 7 mũ âm 1 Vậy đổi lên thành trừ 2x bình phương cộng 3x luôn Lớn 9 phần 7 Bên này chính là 9 phần 7 mũ 1 mà thôi Như vậy chúng ta sẽ có trừ 2x bình phương cộng 3x Lớn hơn hoặc bằng 9 phần 7 mũ 1 Lớn 1 Vậy chúng ta thu được trừ 2x bình phương cộng 3x trừ 1 phải lớn hơn hoặc bằng 0. chuyển chức năng của máy tính 1 xuống 1 1. Ta chọn chức năng lần này chọn chức năng số 3 cho thầy. Chúng ta sẽ có là âm -2 bằng 3 bằng âm -1 bằng. Cái này toàn nhẩm được ấy mà. Đây đáp án bài này là từ 1/2 cho đến x cho đến 1. Đây đáp án của bài nhé. Xong. Chúng ta cùng chuyển tiếp đến câu C 3 mũ x cộng 2 cộng với 3 mũ x 1 bé hơn hoặc bằng 28 Và cùng là câu D 4 mũ x trừ đi 3 lần 2 mũ x cộng 2 lớn không Cũng không khó đâu, làm nhanh rất là nhanh thôi Chỗ này ta tách hết mũ ra Theo tính chất là 3 mũ x cộng 2 tách ra thành 3 mũ x Đứng cạnh nó là 3 mũ 2, 3 mũ 2 là 9 luôn Chỗ này là 3 mũ x, đứng cạnh nó là 3 mũ 1 3 mũ 1 là 1 phần 3 Tức là 3 mũ chữ 1 đấy Bẻ hơn 28 Bên này các em gom lại hộ thầy Chúng ta đặt 3 mũ x là chung 9 cộng với 1 phần 3 là bao nhiêu 9, 9 3, hay 7? 9, 3, 27 27 cộng 1 là 28 phần 3 luôn 3 mũ x Bẻ hơn 28 Hai bên cùng có 28 gạch bỏ Sau đó chúng ta có 3 mũ x nhân chéo số 3 lên đây Là bẻ hơn hoặc bằng 3 Rất là nhanh Chúng ta sẽ có x bé hơn hoặc bằng 1 Là kết thúc bài toán Bên này là 3 mũ 1 mà, đúng không nhỉ? Rồi. Câu D nào. Chỗ này chúng ta đặt cho thầy 2 mũ x là t. 2 mũ x là t dương. Bất phương trình lập tức trở thành 4 mũ x là t bình trừ bánh 83t cộng 2 lớn hơn 0. Các em có thể giữ, sử dụng chức năng của máy tính thì chúng ta sẽ có t lớn hơn nghiệm lớn hoặc t nhỏ hơn nghiệm nhỏ. t lớn hơn 2 hoặc t nhỏ hơn 1. Cái này tự bấm nhé, đây này tự bấm được. Có hiểu không nhỉ? Thầy nhắc lại này. Chỗ này là một nghiệm là 1, nghiệm là 2 trong trái ngoài cùng đây là ngoài cùng đấy cái này dương cái này dương nên người ta gọi là ngoài cùng luôn lấy ở ngoài bao giờ lấy là lớn nghiệm lớn nhỏ hơn nghiệm nhỏ thế thì bài này chúng ta kết hợp với đầu bài thì chúng ta sẽ lấy chỗ này ở t lớn hai thỏa mãn rồi này và t nhỏ hơn một cũng được nhưng mà phải thêm cái chỗ t lớn không ở đây để cho chắc chắn và xuống dòng chúng ta đi giải cái này chúng ta sẽ có là hai mũ x sẽ phải lớn hai và hai mũ x sẽ phải nhỏ hơn một chả qua chúng ta viết thêm hai mũ x luôn lớn không viết thêm cho vui thôi nhưng mà thực ra là luôn đúng em biết là hai mũ x hàm mũ ấy, thì luôn luôn dương rồi hàm mũ hay mũ x thì luôn luôn dương với mọi x viết thế này gọi là camigi và vợ là viết thế này cho vui cho nó đủ thôi còn đâu cái đầu ý không cần phải giải vì hai mũ x nó luôn luôn dương với mọi x vậy chúng ta sẽ có chỗ này là hai mũ x lớn x lớn một và chỗ này x bé hơn một. một một thì chính là hai mũ không đúng không và x sẽ bé hơn gì bé hơn không vậy đây chính là bán của bài hợp hai phần này lại như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 1 trong sách giáo khoa và chúng ta kết thúc phần bất phương trình mũ ở đây. Đấy chưa nào?